rồi cô ơi, được rồi cô ơi. Đưa mình đi xếp xếp cái bàn vô con đi. Thôi được rồi chú ơi, được rồi chú ơi. Thôi được rồi cô ơi. Rồi hello cả nhà nha. Thì bây giờ là Thái đang có mặt tại bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 cả nhà. Đó đây thì hôm nay là Thái sẽ phát ở đây cả nhà ơi. Thì bây giờ cả nhà mình cùng theo chân của Thái đi phát cho bà con nha. Rồi dạ. Dạ một người một ẩu. Một người một ẩu thôi à. Dạ dạ có mặt rồi. Dạ một người một ẩu. Cho em hai ẩu đi. Dạ có mặt có mặt thì em sẽ cho nha. Có mặt thì sẽ cho. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Vô ra đi chờ điện là ra chứ không phải cơm đâu. Dạ. Dạ không có mặt là có tiền có mặt có cô ơi. Con nói lộn. Dạ. Ta cho dạ. Ông rồi ông bị chậm ăn cái người bệnh viện ra cái ông dạ. Đi chờ chi hết trơn. Rồi không có ăn. Rồi nó bắt đầu bệnh viện nó ra. Dạ. Đây nè. Cô mới xin gọi, cô xin gọi. Không, có người nào con cho người đó. Mới xin gọi. Thì bây giờ có người kia kìa. Không, dạ mỗi người một ổ. Có người nào con cho người đó nha cô. Dạ rồi. Họ đã ra đó. Lấy mì đi chị. Người ổ ra lại thêm. Dạ. Đây. Thì một người một ổ đó. Dạ rồi. Dạ xếp hàng cho mình con đi cô, xếp hàng cho mình con đi cô. Đứng đứng xếp hàng cho mình con đi. Vô xếp hàng giùm con đi cô. Vô. Rồi ai ra xếp hàng đi. Dạ. Không mỗi người có mặt là nhận thôi. Chứng nổ đi. Đây hai lần rồi. Bốn người. Hồi sáng giờ có ai chưa lấy cơm? Dạ chưa. Thì cho xin nổ đi. Chưa có hộp cơm. Cái này con cái này là con phát tùy tâm nha, có mặt thì nhận nha. Dạ dạ. Cái này có phát tùy tâm, dạ, mỗi người. Dạ, không. Cái này là con phát tùy tâm, có mặt thì nhận nha. Rồi. Đúng rồi. Dạ có mặt đặt tên. Dạ. Rồi anh lại anh qua đi rồi lại. Không có nào cho nó. Dạ. Qua đây lấy cái mì, để lên. Dạ mỗi người một ổ thôi. Có mặt đặt tên dạ. Dạ dạ có mặt đặt tên cô, có mặt đặt tên nha. Dạ rồi. Cái vậy là chú năm cái vậy, chú vào sáng giờ chú cho năm đợt chú làm bờ. Dạ rồi. Tại ra trễ quá. Không phải em ra, không phải mà giờ bác sĩ đứng bên đi lát rồi thôi là tôi nói anh dừng. Bác sĩ không cho rồi. Trong đó hả? Dạ có mặt đặt tên cô. Dạ cái này là tùy duyên ha, cái này mình tùy duyên đi. Dạ 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 thì người này không có thì người kia có nha. Dạ rồi. Rồi cả nhà ơi thì cái chú này là hồi là chú ở đây là chú thường xuyên là chú làm đây 3 năm rồi là chú bảo vệ trật tự cho từ thiện. Dạ trước mắt là bảo vệ trật tự rồi sau đó mới phụ phân phát với bà con. Dạ các hội các người cho đó. Dạ 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 rồi cảm ơn chú nha. Cứ tin tưởng chú. Dạ không, cái này là có một người một ổ thôi là có. Dạ tại vì có mặt đặt tên á, tại vì tùy duyên á, tùy duyên của mình nha. Dạ dạ nói chung tùy duyên nha. Sao có cũng ra sao có chậm có nhiều người không ra đó cả nhà ơi. Thì Thái cũng cũng rất là may mắn khi được cái người chú ở đây để hỗ trợ Thái cả nhà. Tại vì đây là lần đầu tiên Thái đến đây để mà phát bánh mì của vợ chồng chị Ngọc và anh Vũ đã nhờ Thái làm á. Thì đây là lần đầu tiên Thái đến đây nên là cũng hơi bỡ ngỡ. Thì cũng nhờ được chú hỗ trợ tiếp cho Thái. Thái cũng rất là cảm ơn chú luôn. Rồi. Kêu bà con ra. Dạ. Rồi chúc mừng ông mình nha. Cái này là em nói với chị nè, em nói chị là tùy duyên. Dạng như là bây giờ á, cái người không có mặt ở đây thì còn có người khác có mặt ở đây nữa. Như mình tùy duyên đi, có mặt là đặt tên.
không, cái này nè, tại vì em có quy tắc của em nó đã dậy rồi ha chị, thông cảm cho em nha. Sáng giờ có lấy cơm không? Ừ. Hả? Tại sao không có lấy cơm? Ba cũng đợt có lấy cơm. Ừ, ra nội phải không? Thì kêu bà con ra. Dạ kêu ra. Dạ, dạ con bánh mì nè cô. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Dạ không, mỗi người một ổ thôi, cái này là tùy tùy duyên cô ơi. Dạ. Đi mì trước đi, đi hết rồi ta phát hết rồi rồi la. Lấy thì muốn mua thì mua. Dạ rồi. Không, ở đây một người một ổ. Ở đây một người một ổ thôi. Dạ, có mặt đặt tên. Đây, có mặt đặt tên. Có kêu mời tôi thấy người ta lấy nhiều đi làm miếng đi. Đúng đi đó, dư rồi anh rút. Dạ đây. Rồi. Đây cả. Sao vậy con? Lộc ơi, Lộc. Dạ. Đi vô cổng gặp bà con kêu ra nha. Kêu ra đi. Vô cổng gặp bà con kêu ra. Không kia rồi mà ta đi lấy cái sẵn liền. Chỉ bất cứ người ai cũng vậy đó, đang trên đường ra là biết phòng cái bên con kêu ra. Dạ mỗi người một ổ rồi chị. Tùy duyên ha, tùy duyên ha. Dạ rồi. Kêu bà con diễn ra. Kêu ra nha. Dạ. Rồi. Còn hôm nay con may mắn luôn á, mới gặp được chú á. Lần đầu tiên hả? Dạ chú con làm đi 3 năm đó. Dạ con ở đây là con hôm, là lần đầu tiên luôn á. Hôm đợt dịch đầu tiên hả? Dạ. Rồi lát lấy số điện thoại cho chú. Nha, có cái gì cái gọi tới, ví dụ như con nói là con tới mấy giờ là chú điện cho bà con trong ngày là ra. Dạ. Mấy giờ thì người ta vừa lấy cơm, lấy này lấy kia luôn. Dạ vậy là quá tốt rồi, con cảm ơn chú nha. Rồi dạ. Cố gắng đi. Có cả nhà ơi thấy không? Có gì gặp được chú là thấy rất là may mắn luôn cả nhiều nhà. Lần rồi sẽ biết đấy. Chú nó vậy đây đó. Là lần đầu tiên là thấy cũng hơi bỡ ngỡ á. Lấy mì thì có sao điện quá chừng rồi sáng giờ mai ra lấy đây bây giờ sao con có vừa miếng cạnh xin ổ. Dạ mỗi người một ổ thôi, tùy duyên tùy duyên tùy duyên. Dạ bây giờ tôi nè nói với cô sao là cổ giữ là ấy chuẩn khuyên cả bệnh viện bệnh nặng không à. Dạ bây giờ tổng năm ổ phải không, năm ổ em đưa em chưa. Rồi tôi lấy đi năm ổ đi, tôi cho năm ổ đi, sáng giờ cổ cũng lấy cơm cơm cho quá chừng. Dạ cái người bệnh nặng á. Dạ cho người ta thôi à, năm ổ đi mệt quá chị mệt. Dạ rồi cùng năm đợt rồi, người nào cũng 4-5 hộp trong đại. Tôi không có được một thời sáng không thường thứ gì luôn. Không ra đó. Dạ, anh có ăn không à? Rồi. Bây giờ là hết luôn hả chứ nào? 5 đợt cơm rồi. Giờ 2 đợt bánh mì, 1 đợt của Tư Ngọc. Ổ xin nó đi với con. Rồi, đây. Dạ, mỗi người một ổ rồi, tùy duyên nha cô. Dạ, tùy duyên, ai cũng vậy hết, tùy duyên nha cô. Khi nào có người thì con cho nha. Bốn người cho bốn người. Chú ơi cái này Hồng bốn người cho bốn người, tôi ra đi lấy giùm. Bốn người hả? Ừ, bốn người cho bốn người. Anh nhưng mà mai mốt á. Tại vì anh mới thôi. Chứ mấy người mà cũng cũ. Dạ. Cho anh cũng tại vì chú biết thì con cho nha, chứ bình thường là con là dạ. Dạ. Vô cho ta. Có làm cơm. Anh hai người. Anh lấy đi mà cho nghe bà con vô mà cái này chú đâu chú biết không? Này mới ra trọng ra mà không có sáng giờ chưa có. Dạ, rồi. Anh hai người. Bánh mì anh ơi. Chú đi. Dạ. Cho thêm họ cho cô này nè, cô nuôi người thế người già trong á. Dạ. Dạ. Cái này hai người. Dạ cái này chú biết chú không biết cái này là tùy duyên nghe chú. Chú Nam ơi, cái này là sao? Rồi. Này là tùy duyên thôi. Rồi. Dạ. Cái này là tùy duyên thôi, mọi người một ổ hay cơ. Khi nào mà chú biết thì con gửi. Dạ, còn cái ổ vô được gọi cho cháu. Dạ. Được rồi, ổ đó. Xin ổ nữa phòng với hai người. Không vô được con gửi. Gửi đem được. Rồi, cảm ơn. Biết rồi, giúp cho con. Hai ổ. Chứ còn có không rồi, bắt rồi. Hôm lại đó cô. Không. Ra lấy miếng mì. Ra sao đứng sau đi, các bạn đi. Con. Sáng giờ 5 đợt cơm. Chưa, mình rồi. Em xin hai ổ. Vậy chú nói là này này xin hai ổ rồi chú. Rồi, hai ổ rồi. Không có cơm tới đây. Muốn cơm. Dạ, không có cơm. Cảm ơn. Dạ rồi. Dạ. Cho hai ổ. Cho chú này nè. Sáng giờ chưa có. Tất cơm được chưa có hai ổ. Dạ. Thank you.
Dạ cả nhà ơi, những người mà thái cho hai ổ hay là ba ổ gì đó cả nhà, thì đây là chú bảo vệ ở đây là thường thường là để phát từ thiện á, nên là chú biết mặt người này người kia, nên là chú kêu thái thì thái sẽ cho theo yêu cầu của chú, đúng không chú? Đúng rồi, chú biết mặt mà. Dạ dạ, nên là cả nhà mình xem á, cả nhà mình cũng hiểu giùm cho thái nha, chứ không phải là người nào thái cũng cho nha cả nhà. Những người nào mà chú cảm thấy là công bằng chứ. Dạ dạ dạ. Lấy đi mình. Dạ, dạ. Nè, mình nè. Ôi. Mày. Cô lên mì luôn. Chị ơi vô kêu bà con ra. Kêu bà con ra lấy mì. Làm đâu có thể. Dạ. Mì bánh mì, bánh mì thịt. Dạ mì không. Mì mì thịt con nữa. Dạ. Dạ. Dạ không có mì mì thịt không à. Ăn mì chả đi con. Rồi. Dạ nha. Ta ta ăn dạ. Cơm ta ngủ hết rồi. Rồi đang lấy mì của mình nè. Rồi. Dạ. Rồi bà chị sáng giờ lấy cơm chưa? Chưa cho bà hai ổ. Dạ. Lấy 4 năm đợt rồi. Không có ai đó. Anh cứ lấy cơm nữa rồi anh lấy hai ổ đi. Em thấy mấy ổ. Hai ổ được rồi, hai ổ. Dạ. Rồi vậy đi. Người ta đi giờ cho ổ không đó, đúng. Được rồi. Được rồi. Rồi con gửi chú nha. Rồi. Cảm ơn. Dạ, chúc chú ngon miệng nha. Ổ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ em gửi. Cảm ơn. Rồi ok. Cứ ai nói ai đặt tên bả ở qua tôi thường. Dạ, anh gửi. Nói cả nhà ơi, thì bây giờ là còn ba. Còn ba bao nữa nha cả nhà. Đó. Cũng lẹ cả nhà ơi. Rồi lấy ra anh đồ. Dạ, con gửi. Có hai ổ được. Dạ, con gửi. Dạ. Anh cho ai ổ mà. Ngoài đường nó tự danh nè. Dạ. Cho lấy cái hai ổ ra sao nè, cho hai ổ. Đây. Cho hai ổ. Mấy người chưa có lấy cơm. Dạ. Ngoài đường nó tự danh nè, có người đường cho mấy người qua qua. Dạ không, hai người, đặt người, hai người không hai người có mặt đặt tên nha. Lấy bánh mì nè là dạ, dạ. Bà con ra lấy bánh mì, còn đây nè, ra đi lẹ đi. Dạ, con gửi cơ. Dạ, hai người. Dạ hai người hả cô? Dạ rồi. Dạ. Cơm đưa có hai ổ thì phải. Dạ. Có hai người đúng không? Dạ rồi, em gửi luôn nè. Dạ. Người nào ai là sáng giờ chưa có cơm hả? Trời ơi. Sao nhét được? Hãy lên giùm cơm nào. Đang ngồi dưới xe hết rồi. Ô. Rồi, con gái. Rồi cho hai ổ chưa có lấy. Dạ, rồi. Này là những người nuôi á cả nhà, này là những người nuôi á. Rồi, con gái. Hai ổ đi về với chồng con. Dạ. Hai ổ luôn. Đẹp quá. Cho em uống nửa buổi sáng luôn cơm. Dạ. Rồi kêu bà con đứng ra lấy mì nha cô. Kêu bà con lấy mì ra. Mì còn. Dạ được rồi cô, cái này mình có mặt đặt tên nha cô ơi, tại vì mình nuôi thì mình sáng giờ cũng lấy cơm luôn. Lấy đi. Dạ rồi. Chị ở đâu ạ? Chị ở đâu? Chị ở đâu? Ở Chí Hòa. Không, ở đâu để người ta cho bánh mì. Trời ơi, thì trong bệnh viện ra ờ, thì nói đi. Đâu. Chị không thấy, không thấy đi có thẻ. Hiểu không? Trời ơi, ông đó là cái ấy nhất. Đi đi đi. Thôi đừng có nói nhiều lắm. Ông đó đụng má bả chị. Đây đây đây. Ông hỏi là tôi đưa hình đó bỏ qua. Đó thấy chưa? Vậy đó, vậy. Ý là bà mấy chị xin giùm. Hỏi đừng đưa cho cô. Bao cái này có người nào cho người đó cô? Không thấy cái thẻ được không? Ở đâu vậy? Ở đâu? Thôi được rồi. Đó đó tự thấy người đâu không được thấy luôn. Biết mặt rồi. Rồi. Dạ không có người nào thì con cho người đó nha, tùy duyên nghe cô. Rồi xin cho tôi nổi. Cái này sao cô? Chưa lấy cơm mà sáng giờ chưa? Ra lấy mì ra. Dạ. Cho người bệnh ăn. Dạ, cho người bệnh ăn. Dạ. Nhiều người mà cho dưới quay lại chữ à kìa. Rồi rồi cho người ngủ ra, người ngủ. Con này lấy cơm rồi. Con nãy. Sáng chưa có cơm. Dạ, còn ra nữa. Kêu bà con ra đi ra đi nhé. Oh my God!
cô ơi. Đưa cho mình đi xếp 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 hàng vô con đi. Rồi đừng có chú ơi, đừng có chú ơi. Thôi được rồi cô ơi. Được rồi cô ơi. Mình đâu bệnh không? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi cả nhà ơi, tại cũng chú Năm cũng hỏi, tại không có đeo thẻ nữa cả nhà. Không có đeo thẻ nên cho Nam hỏi vậy đó. Nhưng mà ở đây thì nuôi người nhà hả? Nuôi người bệnh hả? Rồi ok chị. Dạ. Rồi cả nhà ơi thì Thái cũng chia sẻ là ở đây là những cái người mà nuôi bệnh đó cả nhà. Những cái người nuôi bệnh đó là có thể là những cái người bệnh người ta ra không có được. Nên là Thái mới cho hai ổ nha. Còn những người nào người ta sinh không á, thì mình thái cho một ổ. Với lại ở đây có chú Năm, ở đây là chú đã làm 3 năm rồi. Nên là chú biết người nào. Nên là chú nói với Thái là Thái mới cho cả nhà. Nói cả nhà mình xem thì cũng hiểu dùm cho Thái nha. Dạ. Em xin em hai ổ, còn cho dùm cô kế bên hai ổ. Rồi, hay rồi, cảm ơn. Xin dùm người kế không, bên. Không, chị nuôi bệnh thì chị xin cho người bệnh thôi. Còn cái người kia thì kêu họ chú lấy nha. Dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi chúc con. Sao cô? Phải làm hai mẹ con giờ giữ con đó. À giữ con ha. Rồi ok ok. Nếu mà nuôi bệnh thì con cho. Dạ rồi. Okay. Dạ dạ dạ. Em xin 4 ổ nha, tại vì ở trong chú cái này là 4 không? Chú là sao cho không có cơm, sáng giờ không có lấy được cơm hả? Dạ con chưa cho hai ổ rồi. Dạ. Rồi em gửi anh hai ổ rồi. Sáng ra đi cô mà 4 năm đỡ có mà không đâu. Hai mẹ con cho. Dạ. Hai mẹ con. Nè cô này, cái chị kia luôn đi. Vậy đó. Mày á. Cô ổ nha, chúc cô ngon miệng nha. Dạ. À, chú nuôi bệnh phải không? Dạ dạ. Rồi, con gửi chú. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Rồi, con gửi chú. Thôi mỗi người một ổ à. Dạ dạ. Rồi cả nhà ơi thì bây giờ là còn một bao cuối cùng rồi cả nhà. Đó. Sao mì nè. Có anh mì không anh? Không phải sao. Dạ. Để em gửi. Cho hai ổ rồi. Cho hai ổ. Dạ. Đây con gửi cô. Cho. Dạ. Đi nữa à. Đâu có, nãy giờ đi về mua cơm lại có chín. Chị đem về luôn không? Đi mua cơm cho con tôi nó ăn. Dạ thôi. Trời ơi ông này ngủ. Còn ai chưa ăn cô kêu ra giùm con đi. Đây nè, con nuôi bệnh đúng không? Đây con gửi cô. Con gửi cô nha. Cô lấy con anh mày em con. Dạ con gửi cô. Vậy cho hai bà ổ vô chổng cho người kia đi. Đây là mình nuôi bệnh mấy một người á. Ở chổng cái đứa mà có ai nuôi nó thì cô kêu ra giùm em nha. Rồi chứ mình không có. Dạ. Dạ 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 dạ. Nếp. Đây em gửi. Rồi em gửi. Đây gửi cô. Dạ. Dạ. Hai người ở cùng nhau hả? Đây con gà. Cho hai ổ. Rồi đây. Cho mấy người mà có cái khỏe hơn vậy cứ cho hai ổ thì thấy không? Dạ. Vậy là sẽ lăn cho rồi. Đây con gửi chú ổ mì nha. Rồi chúc chú ngon. Dạ có mặt người nào con cho người đó nha chú. Dạ. Chú ăn mì không? Ừ không có rồi, có rồi, có rồi. Dạ. Dạ. Bánh mì không chị? Dạ. Đây, em gửi anh.
cho thêm ở đúng rồi, rồi. Rồi. Sáng giờ thấy là đi cơm ha. Dạ. Đây con gửi cô. Dạ, rồi cảm ơn nha. Có nuôi ai không? Có luôn già. Rồi, con gửi. Rồi. Rồi. Bây giờ là thấy còn hai ổ cuối cùng cả nhà. Đây, con rồi rồi cô. Rồi. Con gửi cho cô luôn nha, cúc cho ngon miệng nha. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là Thái đã hoàn thành xong 200 bộ bánh mì của vợ chồng chị Ngọc và anh Vũ. Đã nhờ Thái phát cho bà con của chúng ta, thì hiện nay là Thái đang ở bệnh viện phục hồi chức năng. Thì bây giờ là Thái đã phát hết rồi. Thì Thái cũng thay mặt cho bà con cảm ơn vợ chồng chị Ngọc và anh Vũ rất là nhiều. Em xin hồi hướng công đức đến vợ chồng anh và gia đình của anh chị. Được nhiều sức khỏe nè, làm ăn phát tài. Đặc biệt là luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thì bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye tất cả mọi người.